Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy trên nhiều tuyến đường để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Người dân Mỹ đổ đến các cửa hàng để săn giảm giá sớm trước ngày Black Friday. Những chương trình ưu đãi hấp dẫn được tung ra có thể bằng cả năm cộng lại. Một chiếc áo phông cũ đổi lấy một nắm gạo hoặc vài quả trứng. Người dân Argentina chật vật giữa lạm phát tăng cao. Xử lý dầu thừa từ những nồi lẩu thành nhiên liệu hàng không, nỗ lực giảm phát thải cho ngành hàng không tại Trung Quốc. Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có tên trong danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024 thuộc nghị quyết phê chuẩn trong phiên họp Đại hội đồng lần thứ 42 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Pháp. Năm nay cũng tròn 300 năm ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Việc UNESCO vinh danh danh y Lê Hữu Trác của Việt Nam là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của cá nhân danh y đối với xã hội, cộng đồng, nhất là tư tưởng nhân văn, sống vì mọi người và tinh thần học tập suốt đời của ông. Đây là những đánh giá và những giá trị mà UNESCO đang thúc đẩy. Nghị quyết là sự khẳng định về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa tài năng, trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế. Từ ngày 1 tháng 12 tới đây thì các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định theo Luật Phòng chống rửa tiền 2022. Bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép nhận tiền gửi cho vay, cho thuê tài chính, cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ, kinh doanh trò chơi có thưởng, trò chơi trên mạng viễn thông, Internet, kinh doanh bất động sản. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 và sáng nay Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm vừa qua, khẳng định những cố gắng này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trước số lượng công dân tăng lên 2.000 lượt người, tăng 1.615 vụ việc so với năm ngoái, một số đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân, có giải pháp cho vấn đề này. Tôi đề nghị là xác định rõ nguyên nhân của việc tăng mạnh số lượt, số người, số vụ và số đoàn đông người đến cơ quan hành chính nhà nước, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Bổ sung đánh giá thực trạng và nguyên nhân, phân loại làm rõ hơn những cái vụ việc tùy từng loại việc có giải pháp và lộ trình xử lý cụ thể. Xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập, cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Tôi mong muốn Quốc hội ban hành nghị quyết quy định giao nhiệm vụ cụ thể để sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế đã được chỉ rõ nhưng bị kéo dài, chậm giải quyết, để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 6. Theo đó, Quốc hội nhất trí dời thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Chuyển sang phần tin an toàn giao thông. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận là đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp hai tài xế ô tô cố tình đâm nhau trên đường. Theo đó thì thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Đình Kỳ và bà Phan Hoàng Bích Tiên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào tối ngày 20 tháng 11, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thành phố Bà Rịa, hai người này đã điều khiển xe cố tình đâm nhau gây nguy hiểm cho các phương tiện đang tham gia lưu thông. Nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Cảnh sát Giao thông TP HCM đang tiếp tục tăng cường kiểm tra trên nhiều tuyến đường, nhất là các trục đường chính. Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy của Cảnh sát Giao thông TP HCM tại quốc lộ 1A, quận Bình Tân. Theo ghi nhận của chúng tôi thì vì đây là tuyến đường huyết mạch nên có rất nhiều xe lưu thông qua đây. Nhiều phương tiện khi qua trạm thu phí này đã được lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn cũng như mời vào kiểm tra chất ma túy.
Hơn 200 tài xế được cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy nhưng chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Khi mình kiểm tra ngẫu nhiên như vậy á thì không có ai né được hết. Theo em thấy là mức xử phạt mình cũng đang khá là nặng. Riêng em bản thân em tài xế em thấy là khá là sợ. Mình kiểm tra thường xuyên vậy thì nó sẽ không có trường hợp mà có nồng độ cồn mà lái xe thì với sử dụng ma túy chất cấm khi lái xe thì nó an toàn tính mạng cho người dân hơn. Nếu có sử dụng rượu bia thì mình có thể đi taxi hay gì về cho nó an toàn hơn. Một số tài xế cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn tài xế trước khi lên xe cũng được nhà xe thực hiện. Trước khi lên xe thì phải vô kiểm tra tích nồng độ cồn trước, thổi nồng độ cồn sau đó mới được phép đi ra đây lái xe. Nếu mà có bị nồng độ cồn thì không được lái xe. Thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 ngày ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, đơn vị đã phát hiện và xử phạt hơn 1.000 trường hợp người lái xe vi phạm các lỗi, trong đó có gần 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp người lái xe sử dụng chất ma túy. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông kịp thời. Túi nhỏ nhỏ như này cũng phải hai đùm hai túi, tí lại túi to ở ngoài. Dù ba lạng cáo hai cái túi và một lạng cáo bọn chị cũng vẫn là hai cái túi. Bây giờ tất cả đều đựng túi ni lông hết đấy, nếu không cho người ta cầm đi nó không như hồi xưa. Miếng ăn này thì vẫn là phải qua dầu mỡ, phải qua ni lông. Thật ra thì cái túi này không phải là đựng cái gì cũng tiện. Thưa quý vị, ở nước ta thì trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó thì có hơn 30 tỷ túi ni lông. 80% số túi ni lông đó thì đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Và để giảm thiểu phát thải nhựa túi ni lông thì nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra, trong đó thì có việc thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, đặc biệt là túi ni lông. Với mục tiêu là phấn đấu vào năm 2030, nước ta sẽ cấm toàn bộ việc tiêu thụ sử dụng túi ni lông, kể cả những khu chợ dân sinh. Tuy nhiên thì thời điểm này thì túi ni lông vẫn đang là một sản phẩm bao chứa chiếm vị trí hàng đầu tại các khu chợ này. Trước thì mỗi ngày cân túi, nhưng bây giờ 5 ngày, 7 ngày không hết nửa cân túi. 5 ngày, 7 ngày không dùng hết một cân túi ni lông hẳn sẽ là chuyện vui với môi trường. Nhưng không, bởi lượng túi ni lông giảm chẳng phải do đã được thay thế bởi một loại túi nào khác, mà đơn giản là vì lượng khách, tóm lại là trước thì 10, bây giờ chỉ có 3 thôi. Từ sáng đến trưa không mở hàng. Em bảo có hôm từ sáng đến trưa chúng tôi không mở hàng, cả cái dãy này không ai mở hàng. Bán được ít thì túi ni lông ấy, tất nhiên là nó ít rồi. Bán ít thì dùng ít túi, nhưng một lẽ đương nhiên. Còn lượng túi phải dùng cho mỗi lượt mua thì không có giảm, thậm chí còn tăng. Đấy, 2-3 túi đây này em này. Bây giờ cái túi nhỏ nhỏ như này cũng phải 2 đùm 2 túi, tí lại túi to ở ngoài. Một khách là hai cái túi, dù ba lạng cáo hai cái túi và một lạng cáo bọn chị cũng vẫn là hai cái túi. Cái túi ni lông nó rẻ hơn tất cả, mua coi như là 3-4-5 cân chẳng hạn, mình bán hết thì mình lại mua. Cửa hàng tạp hóa, túi ni lông đủ loại kích cỡ luôn sẵn sàng, đương nhiên giá thành thì không thể đắt. Đẹp nhất là mấy giá có 37-38 nghìn một cân thôi, thế là giá bán lẻ, còn bán buôn thì không đến. Cứ một cân của nó như mấy trăm cái cơ mà, một cân của nó. Cái túi bé của nó hàng nghìn cái, một túi loại 5 cân nó khoảng 500 cái cơ mà, một cân cơ mà. Bán được ít áp, về chợ đang ế, không bán được nhiều. Bình thường thì 30-40 cân một ngày, thế thôi. 30-40 cân túi ni lông được bán ra mỗi ngày, số lượng mà người bán cho rằng đã giảm đi nhiều. Chẳng những vì chợ dạo này ế hơn, mà còn bời. Bây giờ bán chữ giảm rút đi, không có tăng được, vì bây giờ quá nhiều người bán. Thành cái dãy này hàng bao nhiêu nhà bán, còn một mình nhà mình đâu. Bây giờ nó đi bán dòng khắp các chỗ thì nó đem đến tận nơi nó ra, làm sao mình bán ở đây bán được nhiều. Và cuối cùng, dù người bán túi kêu lượng bán ít đi, người buôn hàng bảo dùng túi ít hơn, thì giữa tấp nập người mua kẻ bán tại chợ, túi ni lông vẫn là thứ không thể thiếu ở mọi quầy hàng, ở tay sách người mua hay trên xe người đi chợ. Em đi chợ thì em hay dùng túi ni lông thôi, em không mang gì theo cả. Tiện đi chị.
Tức là nó rẻ. Ở chủ quán có sẵn rồi. Vâng, thuận tiện khi mà sử dụng giá thành lại rẻ rồi ở quán lại cũng có sẵn rồi, cho nên là không khó hiểu khi mà những sản phẩm túi ni lông lại trở thành sản phẩm bất ly thân của cả người bán lẫn người mua. Và ngay cả ở những phiên chợ vùng cao, nơi mà người dân có truyền thống sử dụng các sản phẩm bao chứa thân thiện với môi trường từ những vật liệu địa phương, thì giờ đây túi ni lông cũng đã và đang được sử dụng ngày càng tràn lan hơn. Quầy bán gùi truyền thống của người Mông lặng lẽ ở một góc chợ phiên Bắc Hà, gùi ít và người mua cũng ít. Mà chưa có không có túi ni lông đâu thì tôi là bỏ vào đây, mà xưa thì cũng bán được tôi cũng phải bán được của 20-30 cái, mà bây giờ thì không được, bây giờ chỉ có bán được của 6-7 cái thôi. Ngày xưa không có túi ni lông thì mọi đồ mua bán đều bỏ vào gùi. Nay đồ nặng đồ nhẹ đều xách được bằng túi ni lông nên hiếm hoi mới thấy một chiếc gùi, mà trong gùi thì cũng là túi ni lông lớn, túi ni lông nhỏ. Tí bóng thôi, cái gì cũng đựng vào tí bóng thôi bây giờ ấy. Trước kia là họ là toàn cầm đi như này. Từ sản vật địa phương đến bánh trái truyền thống đều khoác thêm 1-2 lớp ni lông. Suốt là cho tới bóng đó, cho người ta mang về. Áo đầu đây không phải để cho bác, nhưng mà phải để cho cái tế bóng mang về thôi ạ. Khi những chiếc túi bóng đủ màu sắc, đủ kích cỡ tràn ngập khắp chợ, việc tìm mua một chiếc túi vải để đi chợ lại là điều không dễ. Quầy bán túi, rất nhiều các loại túi vải thổ cẩm sắc màu của địa phương. Thế nhưng bán rồi, và nhưng mà kiểu cái túi vải này bán không được ấy, nên là chuyển sang bán túi vải đựng đồ đi du lịch là nhiều hơn. Còn những cái túi vải mà đi chợ ấy thì không có bán. Tại họ đi chợ thì kiểu toàn tiện dùng túi ni lông ấy, nên là họ không bao giờ dùng túi vải luôn. Còn đây, khu vực bán trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chợ phiên Sapa. Những mảnh vải chàm, những tấm khăn thêu nằm gọn ghẽ trong túi ni lông, hay những chiếc gùi đầy ắp túi lớn, túi nhỏ quen thuộc. Bây giờ tất cả đều đựng túi ni lông hết đấy, nếu không cho người ta cầm đi nó không như hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa thì người ta cũng đeo cái túi vải ấy thì mình đút vào túi thôi, nhưng bây giờ thì nó toàn là như thế. Ăn sâu vào tiềm thức rồi, đâm ra bây giờ chắc là phải dần dần. Biết là không tốt đấy, nhưng vẫn dùng thì chẳng có gì thay thế. Thay thế dần sản phẩm bao chứa truyền thống rồi trở thành sản phẩm khó thay thế. Túi ni lông ngập các phiên chợ vùng cao, mang đến nhiều sắc màu, nhưng lại là sắc màu không xanh trong nét đẹp văn hóa truyền thống. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai thì trung bình mỗi ngày địa phương này phát thải ra 380 tấn rác thải, trong đó thì có 20 đến 65 tấn rác thải nhựa một lần, ni lông khó phân hủy. Giảm thiểu lượng rác thải ni lông hay là nhựa một lần tại các chợ dân sinh thì cũng đã nỗ lực của địa phương này. Tuy nhiên thì bài toán về việc giảm thiểu ni lông tại chợ dân sinh thì vẫn đang đòi hỏi những giải pháp từ gốc, trong đó thì có vấn đề về những sản phẩm thay thế, bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Nó phải nhiều loại túi. Đây đi là đây này, mua cái này. Nó ít thì bắt buộc phải dùng túi ni lông. Mặc môi trường một khía cạnh thôi. Còn để về kinh tế hoặc là về mà cái tiện lợi thì không bao giờ cái này tiện được. Kinh tế và tiện lợi chắc chắn không bằng, là đánh giá của các tiểu thương chợ Cốc Lếu về sản phẩm túi thân thiện với môi trường khi đặt lên bàn cân với túi ni lông. Thức ăn chín chẳng hạn, đồ này là đồ thực phẩm mà đựng vào cái túi này cũng không tiện. Đúng là như thế. Cái túi này không thể đựng cái đồ ăn chín, ví dụ mình ăn miếng ăn này thì vẫn phải qua dầu mỡ, phải qua ni lông. Thật ra thì cái túi này không phải là đựng cái gì cũng tiện. Vậy là trong cuộc cân đo với 3 tiêu chí môi trường, kinh tế và tiện ích, với những tiểu thương này tỷ số là 2-1 nghiêng về túi ni lông. Và dù thấp điểm hơn, nhưng để có những chiếc túi thân thiện với môi trường này sử dụng cũng không phải dễ dàng. Cái lượng mà cái túi thân thiện môi trường ấy được phát cho các tiểu thương ấy, thực ra là cái số lượng nó không được nhiều. Từ một năm được một lần, một năm được hai lần, nhưng mà mỗi một lần cái số lượng này nó cũng có hạn. Chúng tôi chỉ có tuyên truyền cho tiểu thương nhận thức được cái việc ấy, và phối hợp với các nhiều ngành của thành phố và tỉnh thì mới có kinh phí để làm việc này. Tuyên truyền hoạt động vẫn được thực hiện không chỉ ở chợ Cốc Lếu, bởi mục tiêu của tỉnh Lào Cai là 80% người dân được tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi ni lông. Bác nghe được tiếng Kinh không? Không hiểu. Bác có hiểu cháu đang nói không? Con dịch cho bà nhá.
Con dịch cho bà nhé. Bây giờ là mình hạn chế sử dụng túi ni lông này. Con biết túi ni lông không? Túi ni lông này, đồ nhựa dùng một lần này. Con biết không? Quy định của luật bảo vệ môi trường cũng chưa có cái chế tài cụ thể về cái việc hạn chế túi ni lông. Nên là chúng tôi cũng để mà giảm thiểu được cái việc này thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền. Chủ yếu là tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã nâng cao cái nhận thức. Riêng ở chợ này thì cái năm vừa rồi là có 2 đợt, đến thời điểm này là có 2 đợt. Nếu mà nói con số khiêm tốn thì nó cũng còn chưa được nhiều. Những chai nhựa được đưa đến, những túi vải, bình thủy tinh được trao đi. Nhưng trao đi bao nhiêu sẽ là đủ để tạo nên một tỷ lệ chuyển đổi không còn khiêm tốn. Nhất là khi không thể mãi phát túi theo phong trào tuyên truyền cho người bán và người mua sử dụng. Hiện nay thì cái tỷ lệ chuyển đổi này thì chưa được đánh giá cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ này nó rất thấp, sản xuất cái vật liệu thay thế. Để làm sao là cái vật liệu thay thế người ta sử dụng thấy còn rẻ hơn cái túi ni lông thì lúc đó ý thức của người dân sẽ có những sự thay đổi. Chứ hiện nay thực tế để mà chưa có những giải pháp như vậy thì để mà triển khai thực hiện 100% mà không sử dụng túi ni lông là rất khó thực hiện trong cái thời gian tới. Chợ vùng cao này đã đổi mới thành chợ 4.0, hiện đại hơn, tiện lợi hơn. Nhưng để xanh hơn trong việc giảm thiểu túi ni lông và nhựa dùng một lần, thì ngoài việc tuyên truyền không dừng ở phong trào, sản phẩm thay thế vẫn là cái gốc cần được tính tới. Tại Mỹ thì hôm qua, người dân nước này bắt đầu bước vào đợt nghỉ lễ tạ ơn và kỳ nghỉ này thì kéo dài đến thứ hai tuần sau. Vâng, và nhiều dự báo cho rằng là việc đi lại bằng đường hàng không, đường sắt hay là ô tô riêng tại Mỹ thì cũng sẽ đạt kỷ lục mới. Và từ Mỹ, phóng viên Thái Thanh thông tin chi tiết. Các hãng hàng không của Mỹ dự báo sẽ có khoảng 30 triệu người đi lại bằng máy bay trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn năm nay, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Bên cạnh đó, ước tính sẽ có khoảng 50 triệu người đi lại bằng ô tô cho kỳ nghỉ, với quãng đường từ 50 dặm trở lên, tức hơn 80 km, tương đương như trước khi có dịch COVID-19 và đạt mức cao thứ 3 kể từ khi thống kê về việc đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ được thực hiện từ năm 2000 đến nay. Bộ Giao thông Mỹ khẳng định đã chuẩn bị các kịch bản cho việc tăng trưởng đột biến của việc đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ này. Nhưng trời mưa liên tục tại các bang miền Đông, nhiều khả năng có tuyết tại một vài nơi đang ảnh hưởng đến việc đi lại bằng cả máy bay và ô tô. Kỳ lễ cũng là cơ hội để các hãng bán lẻ đẩy mạnh việc giảm giá khuyến mại mà cao điểm sẽ là Black Friday diễn ra vào thứ 6 tuần này. Tuy nhiên số lượng cụ thể về việc bán hàng sẽ phải chờ đến tuần sau khi Liên đoàn Bán lẻ Mỹ chính thức công bố số liệu của đợt cao điểm bán hàng khuyến mại năm nay. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Người dân ở Chicago, Mỹ đang đổ xô đến chuỗi cửa hàng Target để nhận những ưu đãi cho ngày lễ mua sắm Black Friday diễn ra kể từ ngày 21 tháng 11. Gã khổng lồ bán lẻ Target là một trong số nhiều doanh nghiệp đưa ra các đợt giảm giá lớn vào dịp Black Friday ngay trước lễ tạ ơn. Nhiều phụ huynh cho biết là đồ dùng cho trẻ nhỏ đang ngày càng tăng giá, nên việc nhận được những mã khuyến mại sẽ giúp họ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Thậm chí nhiều mã giảm giá dịp này còn giúp họ tiết kiệm được nhiều tiền hơn so với các đợt khuyến mại khác từ đầu năm đến nay cộng lại. Và chiều hôm qua, Nghị viện châu Âu đã biểu quyết kêu gọi tạo lập một thỏa thuận quốc tế nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Vâng, và nghị quyết này được đưa ra chỉ một tuần trước khi hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Dubai. Từ châu Âu, phóng viên Lê Hồng Quang cho biết thêm thông tin chi tiết. Nghị viện châu Âu kêu gọi Liên Hợp Quốc xác định một thời điểm cụ thể phải từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả việc ngừng tất cả các khoản đầu tư mới vào khai thác than đá và dầu mỏ. Sản lượng năng lượng tái tạo tăng vọt tại châu Âu, tiến bộ trong công nghệ hydro cho thấy từ bỏ nhiên liệu hóa thạch là khả thi. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu thúc đẩy đưa ra cam kết nhiều hơn hẳn so với quan điểm đàm phán chính thức của các nước châu Âu. Các nghị sĩ châu Âu cũng kêu gọi chấm dứt trợ cấp nhà nước cho nhiên liệu hóa thạch ngay từ năm 2025 và đề xuất các nước châu Âu đưa ra những cam kết đáng kể và dài hạn cho quỹ thiệt hại khí hậu mới sẽ được ra mắt tại COP28 lần này. Theo thỏa thuận Paris, các nước phải đưa ra cam kết cắt giảm khí thải nhằm ngăn chặn hành tinh nóng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhưng các cam kết lúc này là chưa đủ, thậm chí quá thấp. Liên Hợp Quốc đầu tuần này cho biết nếu cam kết chỉ ở mức thấp như hiện tại thì trái đất sẽ nóng thêm gần 3 độ C. Thưa quý vị, nhắc đến thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, những người yêu ẩm thực thường nghĩ ngay đến món lẩu cay. Thế nhưng ít ai biết rằng nồi lẩu cay ấy có thể được tận dụng cho đến giọt dầu thừa cuối cùng để trở thành nhiên liệu máy bay.
Như vậy, từ một loại phế thải thực phẩm, dầu ăn thừa đã có một vòng đời thứ hai hữu ích. Tại một nhà hàng hạng sang ở thành phố Thành Đô, nhiều thực khách đang say sưa thưởng thức món lẩu cay mà không biết rằng những giọt dầu ăn thừa mà họ bỏ lại sẽ có vòng đời thứ hai dưới dạng nhiên liệu máy bay. Với khoảng 150.000 tấn dầu ăn đã qua sử dụng mà các nhà hàng trong thành phố thải ra mỗi năm, doanh nghiệp địa phương Chin Shang đã tìm ra phương pháp thích hợp để xử lý chất thải dầu mỡ và xuất khẩu để biến thành nhiên liệu hàng không. Vào buổi tối, những người thu gom sẽ ghé hàng trăm nhà hàng để lấy những thùng nước dùng thừa, lõng bõng dầu mỡ, sau đó chuyển đến ngoại ô thành phố, nơi đặt trụ sở của nhà máy. Dầu được dẫn vào các thùng lớn và trải qua quá trình tinh chế để loại bỏ nước và tạp chất còn sót lại, tạo ra loại dầu công nghiệp nhuốm vàng. Món lẩu Tứ Xuyên của chúng tôi nổi tiếng thế giới. Không chỉ có thế, nó còn được tận dụng triệt để. Công ty chúng tôi thu gom khoảng 300 đến 400 tấn dầu thải mỗi ngày, mà đây mới chỉ là lượng dầu mà một công ty thu được thôi đấy. Dầu thải tinh chế sau đó được xuất khẩu cho các khách hàng chủ yếu ở châu Âu, Mỹ và Singapore. Nó sẽ tiếp tục được xử lý để tạo ra nhiên liệu hàng không bền vững. Tôi nghĩ việc tận dụng chất thải thực phẩm có lợi cho toàn bộ hệ thống tái chế, rất là thân thiện với môi trường. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhiên liệu sinh học rất quan trọng cho việc khử carbon trong lĩnh vực hàng không, vốn thải ra 2% lượng khí thải CO2 trong năm ngoái. Hiện nhiên liệu máy bay từ dầu thải chỉ chiếm chưa đến 0,1% tổng nhiên liệu hàng không được tiêu thụ do chi phí xử lý và số lượng nhà cung cấp tương đối ít. Tuy nhiên, nếu được áp dụng rộng rãi, nó có thể giảm 65% mức phát thải của ngành hàng không để đạt được net zero vào năm 2050. Công ty khởi nghiệp Novo của Thụy Điển có bước đột phá trong công nghệ pin natrium mới dùng để lưu trữ năng lượng. Công ty này đã phát triển loại pin natrium không chứa lithium, cobalt hoặc là nickel, những kim loại quan trọng mà các nhà sản xuất phải tranh giành để có được, dẫn đến giá cả biến động. Pin natrium được coi là sự thay thế rẻ và an toàn hơn cho pin lithium, được sử dụng rộng rãi để lưu trữ năng lượng do hoạt động tốt hơn ở cả nhiệt độ rất cao và thấp. Novo được xem là niềm hy vọng lớn nhất của châu Âu để cạnh tranh với các hãng sản xuất pin của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn tại quốc gia Nam Mỹ Argentina, lạm phát vẫn đang là nỗi đau đầu của chính phủ và người dân. Túi tiền của người dân co lại vì lạm phát phi mã khiến nhiều người Argentina không dám mua đồ mới, thậm chí là phải bán bớt quần áo để trang trải cuộc sống. Ở ngoại ô của thủ đô Buenos Aires, người dân thường bày quần áo cũ, giày dép hoặc là đồ gia dụng đã qua sử dụng trên những tấm chăn trải trên mặt đất. Một chiếc áo phông cũ đổi lấy một nắm gạo hoặc là vài quả trứng. Lương tối thiểu tháng ở đây là 132.000 peso, con số này tương đương với 377 đô la Mỹ theo tỷ giá chính thức, nhưng theo giá chợ đen thì chỉ bằng một nửa. Người dân thậm chí còn tạo ra những nhóm trao đổi đồ dùng trên mạng xã hội để có thể tìm được thứ mong muốn với giá cả phải chăng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận được lời cầu cứu từ 3 bệnh viện phía Bắc giải Gaza đã lên kế hoạch sơ tán các bệnh viện này. Reuters trích lời người phát ngôn của WHO cho biết việc sơ tán là lựa chọn sau cùng và ba bệnh viện cầu cứu là bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện Indonesia và bệnh viện Al-Ahli. Đây là ba cơ sở y tế đang là nơi trú ẩn và điều trị cho toàn bộ dân số còn lại của phía Bắc giải Gaza. Bên cạnh đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cũng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng đang bùng phát ở giải Gaza. Các nhà khảo cổ học ngày 21 tháng 11 thông báo về việc khai quật được 5 xác ướp có niên đại 1.000 năm ở thủ đô Lima của Peru. Trong đó có 4 xác ướp là trẻ em và 1 xác ướp người lớn. Các xác ướp này được tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Hualaca, Florida ở trung tâm thung lũng Rimac của Peru. Theo các chuyên gia, các xác ướp thuộc nền văn hóa Xma, vốn phát triển từ năm 900 đến năm 1450 sau công nguyên tại bờ biển miền trung Peru ngày nay. Theo tạp chí khoa học Nature của Anh, hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu được dự báo sẽ mang đến những đợt nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt ở Nam Bán Cầu, hiện đang bước vào mùa hè. Nguy cơ các mức nhiệt sẽ phá kỷ lục trong những tháng tới đây. Báo cáo cho biết, hiện tượng El Nino dự kiến sẽ làm tăng khả năng xảy ra các đợt mưa lớn bất thường và lũ lụt tại các khu vực phía đông châu Phi. Tại Nam Mỹ, El Nino có tác động mạnh hơn. Nó được dự đoán sẽ mang lại thời tiết ẩm ướt và lũ lụt cho một số vùng của lục địa như là Peru và Ecuador, đồng thời tạo ra tình trạng nóng và khô ở Amazon và các vùng đông bắc Nam Mỹ.
Một báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo thế giới có thể sẽ tăng thêm 2,9 độ C trong thế kỷ 21. Con số này vượt xa mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris về việc giữ cho nhiệt độ trung bình trong thế kỷ này không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Viễn cảnh này sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiều hậu quả khôn lường. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh COP28 về biến đổi khí hậu hàng năm dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm nay tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hội nghị được kỳ vọng là sẽ mang đến những cam kết đột phá và sâu rộng về chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, có một câu hỏi như thế này đã. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi để quý vị chưa nhìn lên bầu trời và ngắm nhìn các vì sao? Có lẽ nhiều người cũng sẽ giật mình khi nhắc đến câu hỏi này. Ánh sáng của những thành phố cũng như là cuộc sống hàng ngày bận rộn với vô vàn những lo toan thì cũng đã khiến cho chúng ta quên đi nhiều điều, trong đó có việc tận hưởng vẻ đẹp của vũ trụ mang lại. Và đó cũng chính là thông điệp mà con đường điêu khắc nghệ thuật với tên gọi là Our Place in Space, vị trí của chúng ta trong không gian, muốn gửi gắm khi mà xuất hiện mới đây tại thủ đô Hà Nội. Cung đường này thì là hành trình đi qua những mô hình cổng hành tinh với tỷ lệ thật của hệ mặt trời và được thiết kế bởi nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng như là những tổ chức sáng tạo nghệ thuật. Đây chắc chắn sẽ hứa hẹn là một điểm khám phá thú vị cho nhiều bạn trẻ. Hãy sẵn sàng cho một hành trình phi thường khắp hệ mặt trời mà không cần rời xa Hà Nội. Một cung đường gần 5 tỷ km nay được rút gọn lại quanh thành phố chỉ vỏn vẹn 8 km. Bạn có thể đến thăm sao Hỏa, chạy bộ đến sao Mộc và thậm chí nhảy múa quanh mặt trời. Thì cái việc mà đưa tỷ lệ xuống còn 8 km nó biến những cái không gian đấy nó ở một cái human scale, tức là nó gọi là tỷ lệ của con người. Cái tỷ lệ con người đấy khiến cho chúng ta cảm thấy nó gần hơn, nó dễ cảm thấy muốn chạm vào nó hơn, có những cái cảm giác là trở thành một cái nhà du hành và nó rất là dễ thành hiện thực. Nên là bạn có thể dành một ngày, hai ngày hoặc vài ngày để mà đi từ mặt trời cho đến cái hệ hành tinh ở ngoài rìa của hệ mặt trời ấy. Thì cái việc đấy nó không còn là một thứ viển vông và xa xôi nữa. Cung đường điêu khắc này gồm 11 mô hình cổng vòm tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, trái đất và 8 hành tinh. Mỗi trạm hành tinh sẽ có những hoạt động trải nghiệm để khơi gợi sự tò mò và đam mê khám phá của trẻ em đối với vũ trụ. Con tái chế được cái đồ mũ đêm mặt trăng ạ. Chỗ này để thở, hít hơi và chỗ này để là ống uống nước ạ. Có hai cái nắp ở đây để lúc khi mình nhảy trên mặt trăng mình sẽ nhảy nhanh hơn ạ. Hôm nay con làm về cái dĩa bay làm bằng cốc với lại một cái nắp với lại một cái ống hút được cắt đôi với lại một cái đĩa ở dưới. Và bằng cách cái ống này xong rồi từ cái này có một cái đường trượt đây. Con rất thích làm phim ảnh ra vì ngoài vũ trụ có rất là nhiều sao đẹp. Hành trình khám phá hệ mặt trời sẽ được thu nhỏ trong cung đường thú vị, đi qua 3 điểm, bắt đầu từ công viên Thống Nhất và với các hành tinh xa hơn sẽ ở Hồ Hoàn Kiếm và công viên Bách Thảo. Đây không chỉ là một cung đường sắp đặt nghệ thuật hoành tráng, mà còn là một sự khám phá về vị trí của chúng ta trong vũ trụ, một cơ hội để suy nghĩ về sự tồn tại của chúng ta dưới một lăng kính độc đáo trên nhiều lĩnh vực, thu hút mọi độ tuổi tham gia. Sau một chuyến du hành qua các thành phố ở nước Anh trong suốt các năm 2022 và 2023, hành trình thú vị này đã đến với Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 24 tháng 11. Cung đường độc đáo này hứa hẹn sẽ mang đến những hình dung cụ thể về khoảng cách, kích cỡ của mỗi hành tinh, biến những thứ tưởng xa vời, khó nắm bắt trở nên dễ hiểu và gần gũi.